Giờ chị hướng dẫn em bổ sung tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo thông tư 80. Đầu tiên em vào thuế thu nhập cá nhân, em vào tờ khai 05KK thu nhập cá nhân nhá, tờ khai khấu trừ theo thông tư 80 năm 2021. Thì ở đây em muốn điều chỉnh quý 2, thì đầu tiên là quý 2 ở trong này em phải có rồi đúng không? Quý 3 thì ở trong này quý 3 lần đầu phải có rồi, thì bây giờ em điều chỉnh sang bổ sung, không nhấn đồng ý ở đây. Đó, vì ở đây của em chưa có tờ khai chính thức nên là em có thể vào tờ khai chính thức ở đây. Xong rồi em nhập khẩu cái XML vừa nãy em tải về ấy. Nó ở đâu em tải về hộ chị? Em download à? Hay chỗ nào đấy? Đó, nhập vào xong nhá. Xong em ghi lại. Em đóng lại. Xong bắt đầu em lại vào 05KK theo thông tư 80, em lại chọn tờ khai quý quý 3 theo bổ sung, em nhấn đồng ý. Ở đây thì nó cũng rất là đơn giản, em kiểm tra lại ví dụ như số người của em đây là một, số tổng là một thì em điền lại, tổng số là 6318 em điền 18 triệu lại đây. Đó thì em chỉ điền lại cái số bị sai thôi. Đấy thì cái 01 trừ 1 này nhá là cái mã giao dịch này ấy, em phải lên trang thuế điện tử em tra cứu xong em copy cái mã vào đây. Còn cái 01 trừ 1 cái khai bổ sung em nhìn chỗ này hiện tại là nó đang không có gì đúng không? Thì bây giờ nó nhấn em nhấn vào tổng hợp cái khai bổ sung thì nó sẽ hiện lên là à lúc trước chỉ tiêu 16 17 của mình là 6. Ô, chuyển về 10 chuyển lên 1 đấy, tăng giảm cũng như chỉ tiêu 21 22 giảm bao nhiêu, được chưa? Nó không ảnh hưởng gì đến chỗ thuế phải nộp hay gì ấy, thì không cần phải làm gì nữa, em chỉ cần ghi vào em kết xuất phải nộp thôi. Đấy, kết xuất cái này em nộp lại lại lật xong. Mà sao lại nhập chị em cắt xuất mà Kết xuất XML à. Đấy, nhá. Như vậy là ok, tờ khai bổ sung thuế thu nhập cá nhân thôi.